8. Là sinh đôi đó. Cô thật sự không muốn sao? Sinh đôi. Bà nói trong bụng tôi hiện giờ đang có hai cái. Đúng vậy. Không thể nào. Nhà chúng tôi không có gen này mà. Sao lại vô duyên vô cớ thế này được chứ? Không có gen đều đã mang thai rồi, bỏ đi có phải là quá lãng phí không? Cô xem cô đã hơn 30 tuổi rồi, bây giờ mang thai là một chuyện không dễ dàng gì. Cô lại mang thai hai đứa. Có người còn no đến mức rụng cả tóc luôn đấy. Thế mà cô lại mang thai đôi. Lại là có phúc không biết hưởng nữa đó. Sao nhanh thế mà đã ra rồi? Có đau không? Ngất. Ngất luôn. Sao lại ngất rồi? Vất vả rồi. Anh biết. Nỗi khổ này anh sẽ chịu thay em. Nào, mau lên xe đi. Đưa em đi ăn mấy thứ thật ngon. Thật nhanh đó. Anh còn tưởng phải đợi nửa ngày nữa chứ. Bây giờ y học thật phát triển nữa. Đi. Tuần tử, anh lợi hại thật. Sao vậy? Thắng lợi, hoàn mỹ. Là sinh đôi đó. Sinh đôi. Nhưng thế có hơi đáng tiếc. Không sao. Con thì bỏ cũng bỏ rồi, đúng không? Bỏ con cũng đâu có chia chẳng lẽ, cũng đâu có hạn định. Em không có bỏ. Thật hay giả đó? Thật mà. Vì sao? Sinh đôi khó lắm. Bác sĩ bảo cũng như em trúng 5 triệu vậy. Không phải chúng ta đã thương lượng rồi sao? Đưa 5 triệu cho bác sĩ đi. Em cất vào trong bụng bà ấy đi. Này, anh nói kiểu gì thế? Anh trở mặt không nhận người à? Em sinh đôi anh không vui đúng vậy không? Anh không chịu nhận à? Không phải ý đó. Quan trọng là chúng ta đã nói rõ đi phá thai, đúng không? Em không thể nuốt lời chứ. Là em nuốt lời hay anh nuốt lời? Anh còn trách cái em nữa đúng không? Em còn muốn hỏi anh dụng trộm món ngon gì rồi? Vì sao em mang thai đôi? Bệnh viện 5:30 hết giờ làm. Em nghĩ kỹ lại đi. Nghĩ kỹ lại. Anh đi đâu đấy? Đưa nước. 5:30 hết giờ làm đấy. Sao anh lại như vậy chứ? Anh có thể đồng cam nhưng không thể cộng khổ đúng không? Đáng ghét. Sinh đôi tốt biết bao. Lại còn không thích. Alo. Sản Nhi. Em đang ở đâu? Đang làm việc. Sao vậy? Mau qua đây. Đến bệnh viện đi. Chị Xuân Hà không xong rồi. Vậy sao? Được rồi, em đến ngay đây. Sao vậy? Xảy ra chuyện gì rồi? Sao lại đứng hết ở ngoài vậy? Ung thư. Không xong rồi. Chị, em đến thăm chị này. Sản Nhi, em đến rồi. Em thấy sắc mặt của chị cũng tốt lắm đấy. Sắc mặt hồng thuận, sắp khỏi bệnh rồi. Đừng tháo ra chứ. Cái thứ này làm chị khó chịu lắm.
Chị không sao, chị muốn làm biếng một chút, ngủ ở đây một lát. Mấy ngày nằm viện, chị có thể ngủ nguyên giấc. Đúng rồi, chị nên nghỉ ngơi cho tốt, mệt quá rồi. Chị biết không, trong đoàn xe của chúng ta, không phải từ nhỏ tới lớn, người em không phục nhất chính là chị. Vừa có thể chịu khổ, vừa có thể chịu mệt, quan trọng là bị bệnh, không cần phải đi khám, không cần đến bệnh viện, một lát là khỏe ngay. Đấy là chuyện lúc trước. Bây giờ chị sợ không chống đỡ được bao lâu nữa. Đừng nói như vậy, chị cũng không muốn chống đỡ nữa. Sống như thế này mệt lắm. Mấy năm nay chồng và con của chị bất cẩn bị trúng độc khí ga, chị để lại mẹ chồng bệnh tật cho chị. Em biết, chúng ta đừng nghĩ đến nữa, nghĩ chuyện gì vui hơn đi. Tất cả mọi người đều đang đợi chị. Đợi chị khỏi bệnh rồi, chúng ta sẽ quay về nhảy múa hát ca. Chị còn phải dựng bài nhảy cho bọn em nữa đấy. Chị cũng muốn, chị cũng rất muốn. Sản Nhi, chị có việc muốn nhờ em. Tiền trong thẻ là giữ cho mẹ chồng chị. Giờ bà đang ở viện dưỡng lão. Tiền trong thẻ đủ để bà chữa bệnh được mấy năm. Chị xem chị kìa, với toàn nói mấy điều suối quẩy. Em không cầm thẻ đâu, em mặc kệ. Chị tự chăm sóc mẹ đi. Không, em cầm giúp cho chị đi. Cầm lấy, chị xin em đấy. Còn nữa, em đừng trách chị lo chuyện bao đồng. Em nghe lời chị, em phải tranh thủ lúc còn trẻ sinh mấy đứa. Phụ nữ chúng ta sinh con rồi, làm mẹ rồi mới biết hạnh phúc là gì. Đáng tiếc con trai chị. Tốt xấu gì chị cũng đã từng hạnh phúc. Đời này của chị cũng không khổ, đáng lắm. Đúng là chị xem thường em. Chị biết không, hạnh phúc mà chị nói, em sắp có được rồi. Hai cái sinh đôi đó. Đợi đến khi em sinh con ra, em chia cho chị một đứa. Thật sao? Thật chứ? Có thật sao? Tốt quá rồi. Được rồi, đừng khóc nữa. Khóc cái gì? Tại chị kích động làm em cũng rơi nước mắt theo. Đáng ghét. Em đừng đùa chị. Ở đâu có chuyện chia con chứ? Nếu em không ghét thì em để chị làm mẹ nuôi của hai đứa nó. Phải làm đấy. Tên con còn phải để cho chị đặt. Tốt biết bao. Chị sao thế? Chị khó chịu sao? Chị đợi em một lát, em đi gọi bác sĩ. Chị đợi em. Bác sĩ, mau lên. Chị, em đeo cái này vô cho chị. Ra ngoài đi. Cô ấy không thở được, cô mau ra ngoài đi. Quên việc chị nhờ em. Các em phải sống cho thật tốt. Chị phải đi rồi.
Bác sĩ, thế nào rồi? Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Đã đi rồi. Ngày nào đó tôi thật sự đi rồi. Đừng có làm hồi truy điệu gì cho tôi hết. Dáng vẻ tôi như thế này xấu lắm. Tôi không muốn nằm ở đây để người khác quỳ lại tôi trên đất, hay là nói mọi người hát cho tôi một bài đi, hát bài đội ca của đội xe chúng ta. Các cậu khóc sức mướt làm gì chứ? Chị Xuân Hà đã nói rồi, không muốn nhìn thấy các cậu khóc. Chúng ta hát cho chị ấy nghe đi. Chị ấy thích nhất là nghe chúng ta hát bài ca taxi. Tôi mở đầu cho. Mọi người lớn tiếng lên. Nào. Chị Xuân Hà, ra đi bình an. Chị Xuân Hà, đây là di vật của khu Xuân Hà. Còn có cuốn nhật ký này, cô đưa cho người nhà của cô ấy. Sản Nhi, tối đến nhà chị ăn cơm nha. Hôm nay tắt đường khắp nơi, sắp thành thành tắt rồi. Càng làm việc thì càng phải trả nhiều, nhưng lại không dám tự ý dừng lại. Dừng lại thì chắc chắn một đồng cũng không kiếm được. Chiều hôm nay chở một học sinh trung học trông rất giống Tiểu Lôi con mình, hơn nữa cũng học cùng trường như Tiểu Lôi. Nếu như không phải thằng bé toàn nói mấy lời tục tiểu, chắc chắn em sẽ không lấy tiền của nó. Em đừng trách chị lo chuyện bao đồng. Em mau nhân lúc còn trẻ mà sinh dài đứa. Phụ nữ chúng ta sinh con rồi, làm mẹ rồi mới biết hạnh phúc là gì. Chiều nay có một vị khách đến nơi ví tiền trong xe. Em đếm thấy có hơn 1.000 tiền mặt. Em vừa mới bắt đầu thấy dao động, nhưng sau vẫn giao cho công ty. Em sợ lấy tiền của người khác, tối sẽ không ngủ nổi. Tiền trong thẻ là cho mẹ chồng chị. Mẹ chồng chị giờ đang ở trong viện dưỡng lão. Tiền trong thẻ đủ để chữa bệnh cho bà vài năm. Qua vài năm hết rồi thì chị không lo nổi nữa. Hôm nay có trận tuyết lớn, cực lớn.
Không biết làm sao, mấy hôm nay mắt em hơi đau, cả người cứ như dính chặt vào ghế. Đột nhiên em cũng quên mất ghế sau có khách hay là không. Chỉ là cứ lái mãi như thế này, cứ lái mãi như vậy thì sẽ lái đến điểm cuối của cuộc đời. Tiểu Mai, cháu đến rồi. Tiểu Mai, nếu đã đến, ngồi một lát đi. Đây là quan thúc cương gọi, cháu uống đi. Tôi đến là muốn nói với con, nếu con muốn chia phần di sản của mẹ con, trừ phi tôi chết. Dựa vào đâu chứ? Trong di chúc của căn nhà và cửa tiệm đều có một nửa của tôi. Ông dựa vào đâu mà không đưa tôi? Tiểu Mai, căn nhà và cửa tiệm không phải dưa hấu. Nói cắt là cắt. Ba cháu tuổi tác đã cao rồi, cần có chỗ ở, cũng cần kiếm sống chứ. Ông ấy làm sao không liên quan đến tôi? Tôi muốn phần của mẹ tôi. Cháu hãy niệm tình cha con. Tình cha con? Tôi không có tình gì với ông ta cả. Lúc còn trẻ chỉ chơi bời bỏ mặt nhà cửa, cái gì không phải một mình mẹ tôi lo chứ. Sau đó thì người về mà hồn không về, hở chút là nổi giận với chúng tôi. Ông ta có từng tốt với mẹ của tôi không? Có từng tốt với tôi không? Không phải con muốn tiền sao? Nói đến mấy thứ lung tung này làm gì? Lão Tần, cậu làm gì vậy? Tính khí thối tha, mãi mãi luôn cho mình là đúng. Bao nhiêu năm rồi không uổng công tôi hận ông. Tôi đúng là thấy không đáng thay cho mẹ tôi. Lấy tình khốn như ông sống những ngày bực mình cả cuộc đời. Con nhóc kia, cút đi cho ta. Tiểu Mai, Tiểu Mai, trên đời chỉ có mẹ là tốt. Đứa trẻ có mẹ giống như một viên đá quý. Vậy rồi, hôm nay mặt trời mọc đằng tay à? Sản Nhi, đây là thế nào vậy hả? Mau lên, đi rửa tay rồi ăn cơm. Hạnh phúc vô cùng. Ba, mặt trời mọc đằng tay rồi, không phải lễ Tết gì, xa qua quá. Mau rửa tay rồi ăn cơm, em nhặt được tiền đấy à, tốt quá, ăn không ngồi rồi. Ngồi ngồi, ngồi đi, ngồi xuống hết. Anh à, mau lên. Sao, anh còn có thể chạy đi đâu được chứ? Sản Nhi, cũng được, sao con lại phấn khích như vậy? Anh và chị dâu con cũng về hết rồi, con mau nói đi. Đừng sốt ruột, Tuần Tử còn chưa về mà. Để anh ấy về, nó đang ở bên đường đánh cờ. Vậy sao, chị vừa thấy, em đi gọi anh ấy không thèm quan tâm đến em. Mau mau mau, đói rồi, cho dù là trong nhà hay ngoài đường. Sao mỗi lần ăn cơm, nó đều về cuối cùng vậy? Lý Phi Tường, anh đang ở đâu? Đừng tưởng rằng đánh cờ ở bên ngoài em không biết. Về mau cho em. Về rồi à? Có phải anh có bệnh không? Đến trước cửa nhà anh còn nghe máy. Em gọi điện ai dám không bắt. Mau ngồi xuống ăn cơm. Mọi người đông đủ hết rồi. Hôm nay con muốn học tập chị dâu, thông báo với cả nhà một việc. Hôm nay con đến bệnh viện để phá thai. Con thật sự đi phá thai sao? Không, mẹ đừng có nóng. Bác sĩ bảo con song trứng. Song trứng? Con nói lại lần nữa. Cái gì mà song trứng? Chính là sinh đôi. Sinh đôi? Tuần Tử, vậy nên con muốn chính thức thông báo với mọi người, con quyết định sinh hai đứa bé này ra. Từ giờ về sau, con phải làm bánh kẹp Big Mac 2 tầng, vú em hai đứa. Mời mọi người ăn bữa cơm chứ không có ý gì khác.
chính là mong có được lời chúc phúc. Được được, sinh sinh, sinh ra là tốt rồi. Mẹ và cha con tán thành hai tay, đúng không ông? Đúng đúng. Em xem Trần Sản đúng là có bản lĩnh, vừa mang thai là làm phát hai đứa. Anh chị cũng đừng quên, đây là công lao của Tường Tử nhà chúng ta. Nào nào, cạn ly, cạn ly. Nào nào, nào nào, cạn ly, cạn ly. Nào. Ai vậy? Sao anh lại đến đây? Tô Hàng, anh... anh đến là để xin lỗi em. Xin lỗi cái gì? Anh... đều là lỗi của anh. Tô Hàng, chỉ cần em về nhà với anh, xin lỗi mẹ một tiếng, về sau anh và em, về sau anh trả nợ cả đời cho em, có được không? Lời anh nói chả có logic chút nào hết. Em không làm sai việc gì. Nếu em thật sự xin lỗi, ai dám nhận? Chúng ta đừng kỳ kèo việc này nữa, Tô Hàng. Mẹ anh, mẹ anh bà ấy, mẹ anh làm sao? Mẹ anh bảo anh ly hôn với em. Đây là mẹ anh nói, anh không ly hôn với em đâu, thật đó. Nếu anh không ly hôn với em thì đừng ở đây làm lỡ thời gian của vợ anh nữa. Em phải làm việc. Tô Hàng, em đừng tức giận. Anh nói với em chuyện này thật sự không có ý gì khác cả. Nếu anh không có ý gì khác thì về nhà đi. Tô Hàng, em hãy nghĩ kỹ về việc này đi. Giờ không phải lúc chúng ta tranh luận xem ai đúng ai sai. Quan trọng là giải quyết được vấn đề. Em yên tâm, chắc chắn anh sẽ đứng về phía em. Nhưng em cũng phải suy nghĩ cho anh. Anh kẹt giữa em và mẹ, cũng không biết nên làm thế nào. Em biết rồi. Đây là bữa đêm anh mua cho em. Em nhớ ăn đó. Em suy nghĩ cho kỹ về việc anh nói chứ. Có cần em đưa anh một bản cam kết hay không? Sau đó đi công chứng ở phòng công chứng. Không cần, không cần. Vậy anh đi trước. Hôm nay nhân cơ hội này, con còn muốn nói mấy lời giữ trong lòng từ lâu. Ba, từ nhỏ ba thương con nhất. Con đã gây không ít phiền phức cho ba. Con lớn như vậy rồi mà chưa báo đáp được gì. Để sau này con sinh hai đứa bé này ra, ba với mẹ mỗi người một đứa, ngày ngày bế ẩm, thích chơi thế nào thì chơi. Được, hai chúng ta mỗi người một đứa. Bọn trẻ được sinh ra thì phải dạy dỗ cho thật tốt, không được hời hợt giống con như lúc trẻ. Mẹ, con cũng muốn nói vài lời với mẹ. Con biết trong lòng mẹ luôn trông ngóng chị dâu con sinh cho mẹ một đứa cháu bụ bẩm, cho nhà họ Trần chúng ta có người nối dõi tông đường. Nhưng chúng ta đều là con gái, lỡ sau này con sinh hai đứa bé gái, mẹ cũng đừng có mà kỳ thị đó. Sao có thể được chứ? Không đâu, mẹ vui mừng còn không kịp. Đúng là anh, chị dâu, ly này em mời hai người. Chúc hai người sớm sinh quý tử. Anh em tính tình tốt, cũng là do vợ quản nghiêm. Đúng, anh chị rất hòa thuận.
Nhưng hai anh chị rất hòa thuận, đó là truyền thống tốt đẹp của nhà họ Trần chúng ta. Nhưng hai anh chị phải nhường nhịn lẫn nhau, nhường nhịn lẫn nhau mới có thể hòa thuận được, đúng không? Đúng đúng. Nào nào, sống sinh quý tử. Được, cạn ly. Đúng đúng, chị dâu à, em xin bày tỏ với chị. Em xin thề, em lấy nhân cách của em để đảm bảo, hai đứa trẻ này sinh ra dù ở đâu, nhà của họ Trần thuộc về em tuyệt đối cũng không chịu. Vậy em dẫn hai đứa bé đi ở lề đường à? Đúng vậy, còn có thể uống gió Tây Bắc, Mỹ Phụng mà. Em nói gì vậy? Ngồi xuống. Em nói, ngồi đi. Tường Tử, em có đùa đâu. Em biết, có thể trong lòng anh cho rằng em không đủ nghĩa khí, là kẻ phản bội. Anh nói gì em cũng nhận hết. Nhưng em chắc chắn phải sinh con. Em nghĩ bất kỳ ai làm mẹ cũng không nỡ ra tay ác độc như vậy. Huống hồ 18 đời tổ tông hai nhà bọn mình cũng chưa từng có cặp song sinh nào, đúng không? Đây là ông trời ban cho, chúng ta không thể từ chối, đúng không? Rất hay. Em nói mấy lời này không thấy mệt hay sao? Từ lúc bắt đầu anh đã biết kết cục ngày hôm nay. Phụ nữ các em không phải đều như vậy sao? Thế anh bày tỏ trước mặt mọi người đi. Anh đồng ý hay không đồng ý? Đồng ý hay không thì em cũng nói rồi. Anh còn nói cái gì? Tường Tử, con đây là có ý gì? Mẹ, mẹ không nghe ra sao? Hai đứa nó vốn không muốn đứa bé, không muốn sinh con, mẹ quên rồi à? Giờ thì hay rồi, có con rồi. Đã thế còn hẳn hai đứa. Mẹ bảo, Tường Tử à, anh nghĩ đây là chuyện tốt. Anh chúc mừng em. Anh chúc mừng em. Nào, nào, chúng ta cùng uống. Được rồi, anh đừng chuốc nữa. Người ta đang khó chịu mà. Có gì khó chịu chứ? Đây là chuyện tốt mà. Ba, nuôi một đứa bé tốn kém biết bao. Hai đứa nó lấy gì nuôi con? Muốn nhà không có nhà, muốn tiền không tiền. Thế nuôi một đứa bé phải tốn mất bao nhiêu tiền? Còn phải chia đôi. Giờ nghĩ cũng thấy đau đầu rồi. Bà nói xem nó có thể vui nổi hay không. Em có gì mà không vui chứ? Em rất vui. Em vui muốn chết luôn. Hồi trước mỗi ngày đều phải làm cháu. Giờ thì làm ba rồi, còn là cha của hai đứa. Sao em lại không vui được? Em không lái xe nữa. Em, nào, uống rượu thôi. Không sao. Say mới thôi. Nào nào, cạn ly. Nào, nào. Chúc mừng con sinh đôi. Nào nào, cạn ly, cạn ly, cạn ly. Xin chào thế giới. Thế giới, đợi chúng tôi nhé. Chúng tôi muốn đi du lịch vòng quanh thế giới. Em giỏi không? Sao không nói gì vậy? Vì chuyện của Xuân Hà. Mỗi người có số mệnh của mình, phú quý do trời. Em xem, Xuân Hà đi rồi, em mang thai, đây đều là số phận. Em xem, anh kiên cường biết bao, nhẫn nhục chịu khổ biết bao. Có ai bảo anh phải nhẫn nhục chịu khổ đâu. Vậy anh nhân phẩm cao thượng được chưa? Lý Phi Tường, em mang song thai, có phải anh rất không vui đúng vậy không? Anh có thể nói phải không? Có thể. Từ ngày mai chúng ta sẽ lập một bản cam kết. Con sinh ra em không cần anh phải lo, tự em nuôi. Anh cứ làm cho tròn bộ dạng của người ba, thích đi đâu thì đi, đạp chân một phát liền đi, tuyệt đối không làm phiền anh.
Bộ dạng gì chứ? Bộ dạng của người cha. Ý gì vậy? Chính là con có thể gọi anh là ba, nhưng anh chỉ là hữu danh vô thực. Não em bị ngâm nước rồi à? Anh nói như vậy, anh tức giận thôi. Đúng, anh không vui, nhưng anh hoàn toàn không nhầm vào đứa trẻ, anh nhầm vào em. Hôm nay anh nói như vậy, sau này sinh con ra, anh phải là một người ba thực sự. Lớn rồi thì nó ôm chân anh, gọi anh là ba, là ba. Em đi làm bộ dạng của người mẹ đi. Nếu đã thế, thì anh nóng cái gì? Vì sao anh không thể nóng? Em cãi nhau với anh đều nhường em. Chuyện về đứa bé, em là kẻ phản bội, anh cũng chả bảo gì. Vì em là người phụ nữ của anh, em không thể bôi nhọ nhân cách của anh chứ. Cái gì mà hữu danh vô thực? Không phải em làm theo ý anh nên mới nói như vậy sao? Làm theo ý anh. Trần Sản, nếu em thật sự làm theo ý anh, thì sao em lại muốn hai đứa bé này? Nói đi nói lại, anh vẫn không muốn đứa bé, đúng không? Khó lắm mới mang song thai, lại không phải lỗi của mình. Hôm nay tôi không đi, tôi xem cô có ra ngoài hay không. Luật sư Triệu, sao trùng hợp vậy? Đời người có khi nào không gặp lại? Sao vậy? Hôm nay lại phá vỡ mấy cuộc hôn nhân rồi. Luật sư Triệu, tôi cảm thấy giữa chúng ta có chút hiểu lầm. Tôi cần phải giải thích với cô. Hôm đó người làm chứng hôn là anh tôi, chứ không phải tôi. Đương nhiên là tôi cũng có lỗi. Tôi xem như là tiếp tay cho giặc. Anh kỳ lạ thật, giải thích chuyện này làm gì? Không phải là tôi giải thích với cô. Tôi đang cam tâm tình nguyện tiếp nhận xét xử về đạo đức của cô. Cùng lúc đó, chẳng để làm gì cả. Nếu cô cứ ở đây kiên trì dẫy xe, tôi dám cược nửa tiếng nữa cô vẫn đang đứng ở đây. Cho dù phải đợi một tiếng thì tôi vẫn phải dẫy xe. Cô nhất định phải dẫy xe sao? Alo, luật sư Triệu, chị đang ở đâu? Tôi vừa từ tòa án ra, đang gọi xe. Cầu tổng đợi chị hơn một tiếng, xem đồng hồ 15 lần rồi. Chị mau đến đi, em không giữ nổi rồi. Được rồi, chị lập tức về đây. Ok, được rồi, bye bye. Đi đâu vậy? Đường Thiên Sơn. Mời cô thắt dây an toàn. Đi thôi. Về rồi, con đi đâu vậy? Mẹ tìm con có việc sao? Tô Hàn, sao con không về nhà? Gần đây con bận lắm. Con bận cái gì? Bận thế nào cũng phải về nhà. Đó là trách nhiệm của một người con dâu. Đi, theo mẹ về. Mẹ, giờ đang ngoài đường, có chuyện gì về nhà nói. Con không muốn chuyện nhà truyền ra ngoài phải không? Mẹ hiểu điều này. Mẹ muốn về nhà nói mà, nhưng con không chịu về. Mẹ, mẹ có gì thì cứ nói đi. Vậy Minh Đạt đã nói với con chưa? Nói cái gì? Ly hôn. Tô Hàn, coi như mẹ cầu xin con, con hãy tha cho Minh Đạt đi. Nó tính cách mềm yếu, từ nhỏ đã chẳng dám cãi nhau với ai, không dám mắng ai, cũng chẳng dám đánh nhau. Nó bị người khác bắt nạt không ít rồi. Nó không giống con. Con có năng lực, dám bon chen, dám làm. Con lại có học vấn, vậy đáng lẽ nó nên có một người vợ giỏi mới phải. Con nói xem, con quả là một nữ hán tử, nhưng mà con bây giờ chẳng mang nổi cái thai.
Con không thể cứ ích kỷ như vậy được. Đúng vậy không? Mẹ đang nói chuyện với con đấy. Con cứ nhìn cậu kia làm cái gì? Con kết hôn với Minh Đạt chứ không kết hôn với mẹ. Nếu như anh ấy muốn ly hôn thì để anh ấy tự đến nói với con. Mẹ, có điều con tin anh ấy yêu thương con. Anh ấy sẽ không ly hôn với con. Yêu với không yêu cái gì, con không cần phải nói với mẹ chuyện này. Mẹ nói với con, phải nuôi con chứ. Cái này, Triệu Tô Hàn thật quá đáng. Sao đến cả người già cũng không tôn trọng chứ? Cậu là ai? Dạ, chào bác. Cháu là lãnh đạo của công ty cô ấy. Cậu lừa ai vậy? Lãnh đạo mà phải lái taxi à? Cái này là giả thôi. Bác nhìn xem, đồ giả thôi mà. Vậy cậu thật sự là sếp hay sao? Xe Ben đó. Sếp à, nói vậy cậu quản lý được nó phải không? Đương nhiên là quản lý được rồi. Cậu nói được nó hả? Cháu nói cô ấy nhất định phải nghe. Vậy thì tốt. Sếp à, tôi nhất định phải kể cho cậu nghe. Triệu Tô Hàn nhà tôi. Bác ơi, bác chưa ăn cơm có phải không? Đi thôi, chúng ta đi ăn. Vừa ăn vừa nói. Bác lên xe đi. Được, vậy tôi phải kể cho cậu nghe mới được. Được, bác có gì thì cứ phản ánh với cháu hết. Được rồi, cháu nhất định sẽ phê bình nhắc nhở cô ấy. Bác à, đây là quán đồ ăn Tây mà bác cũng ăn quen. Ngon lắm, ngon lắm. Bác ăn từ từ thôi. Sếp của Tô Hàn à. Đừng cứ gọi bác mãi như vậy. Gọi là cô thôi, không có sao. Dạ được, thưa cô. Được lắm. Rượu Tây này cũng ngon quá. Cô thích uống là được rồi. Sếp nó được lắm. Mở một công ty lớn như vậy mà ăn nói làm việc vẫn khéo. Cô không phục cậu lắm. Nào, uống một ly. Cô uống từ từ thôi ạ. Nào, cháu uống nước. Cháu uống nước thôi. Lát nữa cháu phải lái xe, không uống rượu được. Cô ở nhà cũng hay uống rượu lắm. Chẳng ai uống cùng, thật là mất hứng. Hôm nay có sếp lớn như cháu uống cùng với cô. Cô thấy rất là vui. Uống. Cô cẩn thận, lần sau cháu không phải lái xe sẽ uống cùng cô. Cô uống cho mà xem. Cô uống từ từ thôi ạ. Cô uống. Dân, cô chậm một chút. Lại nói Triệu Tô Hàn nhà cô, nó không sinh con thì cô cũng chẳng làm khó nó. Vậy nó phải mau ly hôn với con trai của cô đi chứ. Đúng rồi, đi tìm cái người mà cả đời không cần con cái ấy. Đi mà kết hôn với người ta. Dân, có loại người đó. Xin nó đừng để nhà chúng tôi lỡ mất nữa. Nhà cô là tam đại đơn truyền, không thể nào đến đời này là đoạn tuyệt hương khói được. Điều này quan trọng đấy. Người làm cha mẹ lúc nào cũng lo nghĩ vì con cái. Cháu nói xem, còn con cái thì sao? Đến lúc già rồi, bên cạnh chẳng có lấy một người thân. Vậy dựa vào vợ được sao? Không dựa vào được, nhất định là không được. Đến lúc cô già rồi, không thể làm gì được. Cho dù chúng nó có cho cô đi viện dưỡng lão, cái ông già nhà bên đường, con trai con gái đều đến thăm, con cháu đầy đàn, nói cười cười vui vẻ náo nhiệt. Cô đành nhìn lên trần nhà. Vậy cô có khác gì con cua chết hay không? Cô đừng nói như vậy mà. Con trai à, nếu cô không gặp cháu đích tôn, vậy cô chết cũng không nhắm mắt được. Cô ơi, cô bình tĩnh lại đã. Cô nhất định sẽ có cháu đích tôn. Chắc chắn là có. Con trai. Được rồi, cô đừng uống nữa. Đừng uống nữa mà. Cô, để cô uống đi. Để cô uống một chút. Cô ơi. Cô à.
Được rồi, sau đây chúng ta nói chuyện khác.